Dạ, máy làm cỏ thành view cho bà con anh em xem một cái dàn băm cỏ gắn xe cuốc, gọi là xe múc cũng được, có nơi thì gọi là xe cuốc, có nơi gọi là xe múc, xe đào gì đó. Thì con này thì gắn từ 05 trở lên thì phải, mà em thì không rõ lắm, nhưng mà bề ngang của nó thì 1m2, lọt lòng là 1m2, chuyên gắn xe múc, xe đào á. Thì cho bà con anh em nào mà làm địa hình hoặc là lau sậy phức tạp á, thì gắn xe cuốc, xe múc. Thì ở nhà em thì không có test được, thì em chỉ gắn qua máy cày thôi. Thì giờ em test cho bà con anh em xem. Đơn giản thôi ạ, thì con này nó không có đủ tua thì em chỉ quay như vậy thôi. Còn mai mốt em ráp cho khách rồi em kêu là do nó chưa đủ tua, nó chưa bung ra được hết à. Nó đang đục một xíu. Nó đục dưới góc. Rồi.